Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, các bạn nhớ bấm nút like, đăng ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 300.000 token có nhiều là Savi Bull nha bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn click vào link mô tả như video mà tôi đang start chatbot nè bạn. Giờ các bạn chọn in liệt tiếng Anh nha bạn. Rồi các bạn bấm sau này góp nè. Rồi các bạn bấm chấp nhận điều khoản của nó các bạn. Agree. Rồi các bạn lướt cấp trang nha bạn. 40 - 20 = 20. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ bên bi smart chain bet 20 trên giấy chocolate nha bạn. Nhiệm vụ này mới ạ. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow Twitter. Rồi Savi Bull này. Rồi các bạn bắt up lên các bạn. Follow bắt up rồi. Mình không biết có làm chưa mà sao Twitter mình đã follow rồi ta. Rồi các bạn join kênh Telegram nó nè. Chưa làm các bạn ơi. Các bạn bắt up lên nè. Rồi tiếp tục join nhóm chat nè. Bắt up lên nè. Tiếp tục subscribe nè. Rồi bấm 3. Sao con này nó không kêu khai báo các bạn. Rồi chắc lấy đi mình nè. Bấm 3 lên xin chắc số càng mình kiếm được nè. Mình đã nhận được 300.000 tập càng Savi Bull nè. Ghép lên. Sorry network. Ok chỉ được number nào. Balenci. Ok vậy Balenci. Em đi. Sao kỹ các bạn. Bot này kỹ ta. Còn bấm subscribe đây coi. Ok, video này mình đến đây kết thúc các bạn. Vì dự án này nó đã lấy ID của mình các bạn. Ok, vậy video mình đến đây kết thúc các bạn. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo của mình nhé.